Giờ là kéo máy đi anh em. Đi ráp máy, bữa nay là mùng 3. Mùng 3, ủa lộn, 3 Tây. Lễ 29 thì 39, 49 là thứ bảy nhật. Nay thứ bảy. Kéo máy cũng chỉ ăn nang nó bị giỡn à. Ủa, anh Rin có nhà không ạ? Hả? Anh Rin đó. Rin hả? Dạ. Không có nhà. Ủa sao anh kêu bữa nay 9 giờ lên? Nãy lên. À, dạ. Nãy gì chưa? Dạ rồi. Để tới nhà khách rồi. Ráp máy nha anh em. Thì kéo tới nấu đồ ăn chưa xong nữa. Khách nấu đồ ăn chưa xong nữa mà kéo kéo tới rồi. Lẹ thử chứ. Anh với Đậm hả chị? Chị là em ảnh hả? Em anh riêng hả?
Mấy ngày lễ là tranh thủ. Công việc của em là ráp máy nha anh em. Điện mát thì không biết mát đất không. Có ổ điện đây không? Mở giùm anh. Mở giùm anh cái cửa. Thank you.
biết. Để chút xe chạy ra vô sao? Chúng ta bạn bạn chứ. Được không? Khoan từ từ, điện á. Thôi, tôi buông ra buông. Thôi. Để đem dưới phải không? Đem nguyên cái dưới luôn phải không? Rồi đi tắt máy đi. Không tắt cái. Giờ chơi trên cái cây nha. Trên trên này có điện á. Chỗ nào? Dạ. Chị ngồi đâu? Nắng không? Nắng nữa em làm gì cũng kêu nè. Này em gửi tiền. Khỏi thôi. Tặng ly trà sữa. Thôi, tặng ly trà sữa đó. Ừ. Rồi. Thế chị hát thử coi. Hả? Chưa bắt men mà. Nè, bật lên im rẻ không? Dạ. Em chỉ chạy nè chị Lý. Chiều chị rút điện xong hết á, chị nhỏ em cái cây lên nha. Chị cuốn rồi chị bỏ ở đây nè. Ủa? Cuốn bỏ đại vô đây nè. Điện không? Âm hả? Điện te, điện cho nó không có bị ấy á. Vậy hả? Không biết do này hay là do ở nhà này không kêu rồi chứ. Mà nó im là được rồi. Đúng không? Nhà người ta kêu là do nó thiếu điện âm á, thiếu điện te á, điện mát á. Vậy xong mọi bữa đi. Chứ nhà em nó im ri nè, đâu có tiếng tâm gì đâu. Hai bạn bản đi chị đi chị Lý. Hai bạn bản em quay phim đi. Bản gì? Cái bài. Hai đi em chỉnh chưa? Cái gì? Cái gì hoa viết tên em. Khi ấy anh đi vậy hả? Không phải. Cái tựa y chang vậy nhưng mà Thiệp Hồng viết tên em hả? Hoa tên em hay là hoa viết tên em ta? Đâu có bài đó đâu. Anh viết tên em trên hoa. Tôi nhớ tên anh. Tôi nhớ tên anh trên lá trên hoa. Vậy được không? Để chị lấy ra.
chim ta.